Rằng hắn sinh hoạt và khề, hắn cực kỳ mạnh bạo và thô lỗ. Chiếc xa lộ với tình lượng đi mãi, đi mãi, đi mãi, đi trên đường quốc lộ và những đồ ăn từ những nơi khác. Thank you.
con thỏ nhảy nhót đi tới, rồi khựng lại và giơ tay lên cao. Bởi kẻ đang chặn đường chính là chuột xa lộ. Hắn hét lên, kẻ nào đấy? Hãy bố cơ sĩ. Đi
Một vài con kiến đang bò dọc đường. Chúng khựng lại. Ơi. Alo. Vì chuột xa lộ đang nghe răng ra và gầm tướng lên. Dừng lại. Mau đưa bé chạy ra đây. Mau đưa kẹo bơ và kẹo dẻo ra đây. Vì ta là chuột xa lộ. Thật. Những sinh vật đi qua đường là một người luôn.